step on me. And I want to share all my love with you. Hey, no one else will do. Chồng của em, yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh.
gì? Hôm đêm đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, say, do anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes, say, do em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Có đâu đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ấy em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes, I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu. Dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiệu hoa có đôi phụ xe. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, và ngoài xa đã xa thật rồi. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, nửa đầu non giữa đêm vượt soi. Nhờ mây trời dội mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Sẽ đến mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo ai, mang tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn truyền tình đôi mình.
xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, nửa đầu non giữa đêm vượt soi. Nhờ mây trời dội mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình sớm ngút ngàn, ta lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào son. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo ai, mang tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương. Thank you.
mấy chị bên kia ơi, con ngồi đàng hoàng đi, con ngồi đại đi. Rồi, hai ba rồi, lắm rồi. Định chữ vui cho con gái là Nguyễn Thị Hồng Gấm.
Vân Sánh Nhiên cùng Phạm Minh Tâm. Vân Nghị xin thưa cùng quý tập, gái nâng lên thì phải lấy chồng, nhưng được ông bà cha mẹ định cho cái chữ Du Huy là niềm hạnh phúc to lớn, và cũng theo để truyền thống Du Huy thì phải làm lễ xuất gia nhằm lễ ra mắt tổ tiên ông bà quá dặn có liên, và nội dung ông bà hiện tiền được kính dân chung vô mừng trước khi về nhà chồng. Vậy ngay giờ phút này chúng tôi xin được tiến hành làm lễ xuất gia. Vậy xin trân trọng kính thỉnh ông bà nội ngoại và bà con thân bằng quý thuộc và những gì hết quý của bà hôm nay xin vui lòng bước vào phần lễ để an tọa dùng trà và để chứng kiến buổi lễ xuất gia của Hồng Gấm. Tôi xin kính mời ông bà nữ trung hôn xin bước đến lễ đường để thắp hương kính lễ. Tức là cha mẹ của cô dâu đó, xin kính mời bước đến lễ đường để thắp hương kính lễ ông bà quá giả. Còn như lễ thứ nhất thì ông bà có nói câu là kim cổ nhà có đông là con cháu phải nhớ không bà. Thì phần nghi lễ thứ nhất là phần nghi lễ ra mắt tổ tiên, và phần nghi lễ thứ hai là phần nghi lễ ra mắt ông bà hiện tiền, và phần nghi lễ thứ ba là ra mắt cô bác cậu bạn gì dưỡng tức anh chị trong gia đình của nữ chú ông, và phần nghi lễ thứ tư là phần nghi lễ cha mẹ, phần nghi lễ thứ năm là phần nghi lễ ra mắt chính thức cậu bạn cô gì dưỡng và kèm theo đó bạn anh chị, và phần nghi lễ thứ sáu là phần nghi lễ với bà. Và xin thưa quý tộc vì nghi lễ có chỗ địa phương có thể khác nhau, nếu nào có phù hợp nhà quý tộc kề tay nói nhỏ tư bằng thật cảm ơn rất nhiều. Ngoại cho phép cô dâu làm lễ xuất giá ra mắt tổ tiên là xá bốn xá thay cho bốn lại, còn để bọn này chúng ta đi lắm. Nhị lễ tam lễ tứ lễ rồi cảm ơn quên rồi đã mãi. Nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, xong rồi. Ra mắt tổ tiên và bà quá giảng đã xong, và cũng cho phép cô dâu để xá hai xá để cảm ơn ông bà cô bác đã dành thời gian quý báu để đến dự buổi lễ xuất gia hôm nay. Nhị lễ, đứng yên xá luôn với bà hai xá, đứng đo luôn đứng đo một xá nhất lễ. Nhị lễ, và phần làm lễ này họ đã xong, và tiếp tục phần nghi lễ ra mắt ông bà hiện tiền. Và được sự thống nhất của gia đình đó thì có ông ngoại ở đây là lớn, có ông nội, nhưng có nội có anh em nào thay mặt cho ông nội tới đây thì cũng xin kính mời uống chung buồn cho cô dâu kính lễ. Bữa nay ở ngoài thay mặt ông nội thì kêu ông xuống gió. Bỏ điện thoại vô đi con ơi. Không có ai qua. Chú này là xin mời là phần thay mặt cho ông nội, có nghĩa là con cháu trong gia đình con của ông nội thay mặt. Anh là ông nội của cô dâu đúng không? Rồi, rồi chú Phương ơi. Rồi bây giờ mời cô dâu mời ông ngoại rồi quay qua mời chú Phương thay cho uống rượu thay cho ông nội chú của mình. Tiếp tục cô dâu ơi. Dạ, dạ. Rồi,
Dạ. Vô. 1, 2, 3, vô. Vô. Rồi cô Giao ơi, em cuối đầu khá, ủa sáng hay sáng đi. Rồi sáng chú hoài cho em sáng hoài, sáng hoài mộng. Vô có chuyên gia của đội ngoại nữ mới xin trân trọng kính mời. Xin vui lòng và góp gặp bước vào lễ chúng tôi để uống chút rượu mừng cho cô Giao kính lễ. Rồi ông bà nếu có xin kính mời. Dạ. Mời phần cô bác, cậu vợ, dì dượng, tức anh chị trong gia đình của nữ chú ôm. Dạ xin kính mời. Mời mở ba đầu tiên. Mời đi chơi giấy thôi. Dạ. Dạ. Dạ được rồi. Dạ trong phần cô bác đó, có chung sao của cô bác xin kính mời. Ông ngoại cho anh chịu quá ông ngoại ơi. Dạ mời chị Năm đi. Dạ xin ra một lần hai nhé đi để nhận một trường hình kỷ niệm với con cháu. Xin kính mời. Rồi cậu hai ơi đứng sáng vô cô dâu cậu hai ơi. Cậu hai ơi đứng sáng lại cho chụp của anh ơi cậu hai. Kêu cậu gì đó đúng không? Rồi cả nhà hướng về máy cho vô. Rồi cô dâu ơi cúi đầu cảm ơn cô bác ơi. Và một lần nữa xin kính mời cô bác cậu mời dì dượng tất anh chị trong gia đình của nữ chú hôn. Tôi thấy chị Sáu chị Ba đồng có để cho anh xin mời mời chị Tâm đứa mời. Rồi mời hai chị uống chung buồn mừng cho cháu kính lễ. Rồi sát dây vô đồng con cô Năm ơi. Sát vô chị bà ngoại ông bà nội. Rồi hướng về máy con xin tấm hình cái này cô Năm ơi. Chị Năm ơi hướng về máy nhìn tôi ơi hướng về máy đừng nhìn tôi. Rồi mời hai chị cạn thương của mừng cháu kính lễ đó. Cuối đầu cảm ơn. Nó dặn rồi cạn mới được. Nhớ là nhớ là cuối đầu cảm ơn bà nha. Bên ngoại hết rồi hay ngồi bên đây là ngoài nội luôn mà ngoài một được thì cứ là ngang tràng cùng nhau. Rồi cậu ơi cậu ơi ơi chị xin ơi kính mời ông bà vui lòng thôi vậy mày cũng vô không mấy ở đây mà nó không chụp hình là bị thọ dạ. Thì đó là cái bộ đạo và an của cuộc sống tới đây của mấy thế hệ mới nha. Thì anh cũng khá nhiều được nên thôi đi chúc con được vui và hạnh phúc. Hai người anh giơ tay xin lỗi của tay của ơi xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi hai ly cũng gần giùm con cái nhà rồi hiểu gì nãy giùm con. Và một lần nữa xin kính mời ông bà bên nội và bên ngoài nếu còn kịp kính mời. Rồi hai cô mình nhận rượu đó hai cô ơi, nhận rượu giùm nè. Cô bảy với cô mời. Rồi cô bảy cô mời ơi, hướng về máy giùm con xin tấm mừng cô bảy cô mời ơi. Cô bảy cô mời. Rồi mời hai cô cảm ơn cô mừng ạ. Và một lần nữa xin kính mời cô bác cậu vợ dì dượng nếu còn xin kính mời vui lòng bước vào lễ uống chung vui mừng cho nên không kính lễ hỏi cho cô dâu kính lễ cả gia đình mà tôi cho 2 triệu không có được cho mà nói giá 2 triệu nữa.
Rồi bước sang bên đây, bên bên người đứng lại. Rồi cô giáo phụ ra mời ra ngồi con. Rồi cả nhà ơi. Nào mời hai quý khách lên cả cô mua con à. Rồi cứ đầu cho cô ơi. Cô bác, cậu vợ gì dưỡng nếu còn xin cái này. Vui lòng bước vào phần lễ hút cung mừng cho cô dâu cái lễ. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời cô bác, cậu vợ gì dưỡng nếu còn bên ngoài xin kính mời. Vui lòng dời quốc ngọc bước vào phần lễ hút cung mừng cho cô dâu cái lễ. Được rồi chị ơi, cứ vô công giùm chị, vô công giùm chị. Giờ hướng về máy đó chị ơi, hướng về máy rồi. Giờ hướng về máy giùm chị ơi, hướng về máy giùm chị. Nhìn cái ly rồi chị. Ừ. Rồi cả nhà mình hướng về máy vui vẻ giùm luôn. Rồi mời quý khách cảm thương buồn nha. Dạ xin kính mời dì ba, dì tư, dì ông. Rồi mời mời anh đứng lên chụp chứ. Ai do chứ cáp ai. Đứng này cáp xa thì có lấy chịu qua đó không? Hả? Đứng hơi xa thì chịu qua. Đâu có gì đâu, mình có gì cháo mà. Dạ có, đứng hơi xa. Không có gì chứ. Chịu cáp không? Chứ nãy ra đòi 2 triệu mất, lúc gì mất à? Không, đứng về đây là 3 triệu. Rồi cô dâu ơi. Dạ mời chị Tám thì thấy gì tiếp tục chị bị nha. Dạ không có chuyên gia của cô bác, nếu có xin kính mời. Thấy không? Để ra mắt cho mẹ bây giờ. Cho còn chị em nữa. Chúng ta báo nhớ đọc là phần chú viết mọi người dùng chi tác là chú viết để ra mắt phần cha mẹ. Những gì cô bác rồi tới cha mẹ rồi mới tới chú viết rồi tới chị nữa. Đúng không? Nước Phật thành tiếp cha mẹ. Vì xin kính mời ông bà nghĩ của ông vui lòng bước ra để cho cô dâu cái lễ cái vụ. Ôi cũng như vụ này để kính cha kính mẹ mà gọi là ly rượu báo hiếu để tâm đức thanh thành của cha mẹ để tạo ra cho mình hôm nay và tiếp tục xây dựng một đời hạnh phúc cho con. Hạnh phúc cha mẹ ban tặng là hạnh phúc siêu đi suốt cả một cuộc đời. Tình cha nghĩa mẹ thì không bao giờ quên được. Ông bà của bác có nói câu là nước biển nó con không ông thầy như tình mẹ, mấy trời làm động con phụ kính được con cha. Lên non phải biết con cao làm con xin nhớ công lao của cha mẹ. Ngay giờ hôm nay con hãy bưng kính mẹ một chung rượu. Rồi tiếp tục kính cha một chung rượu. Từ từ chính lên. Này cha mẹ uống đi rượu mình đi xem con nha. Rồi, tất cả đâu đi. Con đứng sáng vô mạng, đứng sáng vô tâm. Rồi, hai ông bà cũng đi uống nha ông bà ơi. Rồi, hai ông bà cảm ơn chung rượu chúc mừng cho con mình hạnh phúc cho con ạ. Rồi cô dâu nhảy lên một chút đó đi. Rồi con bước lại đằng sau lưng mẹ cha nó ơi. Rồi con cổ hôn mẹ hôn cái má mẹ. Cứ chết vô luôn. Rồi. Từ từ em ơi. Từ từ em ơi. Rồi con cổ cha. Cô cha không biết. Rồi xong. Đúng rồi.
sáng cha mẹ tin cha mẹ hai tháng con bước ra phía sau sáng cha mẹ hai tháng cứ lễ cảm ơn cha mẹ đã thiên hành hạnh phúc đúng không. Và trong đó có bạn bè của cô dâu nếu đó xin kính mời. Hôm nay là ngày vui của em, chị ba có đôi lời. Căn duyên tiền định đã xong, hôm nay em được sánh đôi vợ chồng. Chị ba chỉ có 500 ngàn là thôi móc ra tặng em. Trước thì làm quà, sau chị ba chúc em về bên chồng được hạnh phúc trăm năm nha. Thôi chị xin hết. Hay quá, đúng rồi sáng vô em xin tấm hình lưu niệm luôn chị ơi. Rồi 2, 3 rồi. Một nữa xin kính mời chú Thiếu cầu nguyện gì vậy nếu còn xin kính mời và kèm theo đó có phần anh chị của cô dâu nếu có xin kính mời. Chị đứng xây người quan tâm. Chị ơi. Rồi anh Phương ơi vô trong luôn Phương. Vô trong luôn rồi mọi người. Rồi dọn cái nè. Gắm xoay người lại chút xíu đó. Và một lần nữa xin kính mời chú Thiếu cầu mời gì vậy? Và kèm theo đó có bạn anh chị và bạn bè của cô dâu nếu có xin kính mời. Chạy lên đó chưa? Xin vô nhà chăm chút xíu rồi đó. Xin vô chăm chút xíu. Rồi. Rồi mấy áo vàng này vô trong đứng đi con. Rồi cả nhà mình đứng vào máy nè. Nhưng mà nữa xin cứ mời ông bà cô bác cậu mợ gì dưỡng ở xa nó dễ nó còn bên này xin trân trọng kính mời bất cầu bà lễ uống cùng mừng ra vui lâu cứu liệu đây có quà rồi chúc cho con trăm năm tình duyên mãn nghĩa phu thê sống con đời nhớ xem con lại cháu có lửa con được nha. Rồi mời bác Tư đi dụ Tâm ơi. Rồi bác Tư ơi dọn con xin tấm hình bác Tư ơi. Và một lần nữa xin kính mời ông bà cô bác cậu mợ gì dượng ở xa nó dễ nhớ còn bên mày xin trân trọng kính mời vui lòng bước vào bàn lễ út chung của mình cho cô dâu kính lễ. Rồi đợi đi đợi tí đợi chị giờ á. Anh ơi rồi anh ơi đâu con anh ơi cái thưa quý ông quý bà phần lễ xin giá đến đây xin được với bạn và cũng cho quý bà tôi xin thay mặt ông bà nữ phu hôn xin kính mời cô bác cậu vợ ở lại chung vui cùng chị cháu đêm nay và chung vui cùng cha mẹ chúng tôi và ngày mai chúng tôi ông bà nữ phu hôn chúng tôi có tổ chức tiệc rượu mừng mời ông bà cô bác ngày mai dự tiệc rượu mừng chung vui cùng gia đình và sau khi tiệc rượu tàn ông bà cô bác trở lại với nhà cho quý bà tôi gửi lời chúc chúc quý ông quý bà luôn dồi dào sức khỏe và sự như ý và làm ăn phát tài. Làm ăn phát tài tiền luôn nước hơn tiền luôn cái nước vàng thơm của sao hai thứ này gặp nhau mình giàu sang phú quý và xin hết.
đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vậy nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay, chẳng ai xa là người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quáng trời, tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai từ đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Đầu năm hoa lá rộn rào nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, đúng rồi, em cầm không tay gì? Anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Thì không, gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác nè bao lớn sang hèn thế nào anh. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay, chẳng ai xa là người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn khôn quá trời hả. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người.
ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rất dâu sẵn sàng thêm lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Ngày trời mây bà hai đang
ôi vui quá xa là vui, ôi vui quá xa xa là vui, ôi vui quá xa. Về người
cùng ly chúc mừng cô dâu chú rể đó cô mấy chị ơi. Mời Năng Ly lên, thắp tay lên nha. Rồi, 2, 3, rồi. Rồi, nhà mang cái chú mình cùng ly. Cùng ly ta rớt đèn, cái viên ly này tôi chúc chào tân.
qua nhà mai mối cho ấm cái tình già. Uống đi nào ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là đầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi kỳ sao, cùng ly với bà xuôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm tiếng cười ai thương quá vui là dù thơm nồng.
vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh cái duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vụn trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy. Quá vui dù thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Tiếng cười vui quá vui, dù thơm nồng